Trước đây, tại Thông tư 17 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo có một số quy định về yêu cầu đối với người dạy thêm ngoài trường. Tuy nhiên, các yêu cầu này đã được Bộ Giáo dục bãi bỏ tại quy định 2499, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019 và chưa có quy định thay thế. Vì vậy, người không có bằng sư phạm có thể được mở lớp dạy thêm ngoài trường học nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm ngoài trường quy định tại Điều 12, Thông tư 17, cụ thể bao gồm đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm. Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm, bản sao hợp lệ, giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm. Giấy khám sức khỏe do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm. Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.